Hôm nay bên xe viên có nhờ em nghệ nhân đây, anh em tới hỗ trợ làm nè, làm cây trắc bự này mấy anh. Thế giới ngồi vậy? Thế giới ngồi. Thế chưa vừa cái chưa? Nắm cho lấy không? Nắm cho lấy giới năm mấy vậy nè. Đó, ông lấy giới để lỡ cho đi đâu nó phụ ông quay. Đó, được đụng tay chi đây được rồi. Cây rắc này to lắm, lỗi đây lỗi đỏ, lỗi đen đỏ em. Lỗi đỏ mà bị ảo không? Hả? Lỗi đỏ mà bị ảo không? Ừ. Bị hơi bị thâm không? Ảo hay không là nhìn cái lốt này nè. Ừ. Ừ. Cái vỏ nó bị xem xam này. Ừ. Cái lớp là cái lớp cái chỗ này nó chặt quá lâu quá. Dạ, xin. Cái lớp ra rồi. Đó, ở trên đấy là mình dốt lên thành một cái giống như bộ lũa dinh vù và. Cây này làm xong chắc phải tiếng ăn của quả rất. Cần thêm muối không em? Không. Cắt máy rễ đó không xài cắt luôn em. Cắt luôn đi. Bấm cắt dục luôn. Bấm bằng máy cắt luôn. Lâu quá. Lâu quá. Cái rồi dính lớp bì vô heo ạ. Bỏ nó bỏ nha. À. Mình phải làm không? Dạ đấy. Từ 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 lấy bóng à? Ừ. Đó, cần cần đường đó đó. Lấy bóng gì nó nhanh lắm rồi. Ở. Cái cục đó là cái cục giác á. Dạ, giác á. Cái này nhỏ ông văng bằng cái chạp đâu vậy mà? Chạp bằng gốc. Xem. Quay nó khác anh em cho xem nè. Đó, giác đây giác nó nha. Lớp trắng là lớp giác. Lớp giác sâu nang rồi ha, một cái lớp gỗ không ai đâu.
lên mình thổi bụi cho nó bay thật xỉa thôi. Cái này còn kẹt đéo không rồi. Móc vô hang như tiện cây tùng á, lỗ. Mấy chỗ này mới thiệt là lỗ rồi. Ừ. Được, lỗ dinh luôn không? Lỗ dinh á. Yeah. 6 phút rồi về mấy nha. Nó lửa riêng, còn cái này giác không mà, cái đâu có gì đâu. Cái hết, trời đất rồi hết. Cháu là cho nghe nấu đoan hay gì vậy? Coi cháu em nghe mấy cho nghe nó đang mấy giờ rồi đẹp ạ, đánh này đẹp bụi mất bụi từ từ muốn coi bụi dạ một chất tím luôn coi chỗ tím chỗ đỏ nè mấy em tím không tím điểm không được tím à. Rồi kiếm rồi đó, đây đây đập. Để duyên người châu xíu là bơi màu gì đúng không? Đây này mới cắt cây cành mấy anh em. Để làm lại lửa. Đúng rồi, đây luôn. Hả? Được. Môi lên luôn. À, ông Dũng dụng môi giùm luôn. Đó lỗi lắm nha, lỗi dưới đây. Thì gặm mấy anh em xem. Mình nhân đồ gỗ trên cầu nữa nha. Này là mình làm khỏi bụi thôi chứ không có đục đĩa gì hết.
Để loại đá loại gì nữa nha. Thì nó là quay luôn cho nó vi cuộn ốp lên luôn khỏi bất cộng phải làm. Một miếu hết rồi. Mấy cái đây mình đưa nhì lên thôi đừng có. Mấy đây một hết. Chút sơ thôi. Đồ đã trông dữ vậy. Được có phía bên này không? Mà phía này nó sắm viên dần rồi không? Không được nữa. Trời sơ. Làm sao giữ lửa viên nó được không? Khé sơ sơ để gì? Ấy lên, ấy lên, tược tược lên gì? Để lại gì? Tược lên, tược lên cho nó trầy 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 gì? Nghệ thuật chứ còn đâu còn phải làm như là gõ đâu. Nó tược lên gì á?